chào anh em đang theo dõi kênh Điện Mặt Trời của Shop Sun Min. Bên em lại tiếp tục gửi hàng chuyến hàng thứ hai của năm Tân Sửu 2021 và sẽ có một vài cái cập nhật chia sẻ với mọi người trong cái video ngày hôm nay mọi người ạ. Đầu tiên là về cái lịch trình làm việc của đơn vị vận chuyển. Đợt trước mọi người có thể thấy những đơn hàng bên vận chuyển đến lấy thường đấy về buổi chiều, từ 5 đến 6 giờ chiều là đơn vị vận chuyển đến lấy hàng. Nhưng mà đợt này do bên em chuyển địa chỉ nên là bên bưu điện người ta đến lấy sớm hơn dự kiến. Đây là xe của đơn vị vận chuyển đã đến lấy hàng đây rồi. Thì bây giờ là cứ 2 giờ đến 3 giờ chiều là bên vận chuyển sẽ đến lấy hàng. Nên là những đơn nào đặt sau buổi chiều thì bên em xin phép sang ngày hôm sau mới đóng gói gửi cho mọi người được nhé. Còn những đơn đặt từ buổi tối ngày hôm nay hoặc là ngày buổi sáng thì bên em sẽ nhận đơn và đóng gói cho đi trong ngày. Những đơn mà đặt từ độ 12 giờ trưa trở về chiều là bên em sẽ xin phép gửi sang ngày hôm sau. Mọi người lưu ý vấn đề đấy giúp em. Và cái cập nhật thứ hai đó là ở cái phần Zalo ấy, như đã chia sẻ với mọi người cái video ngày hôm qua rồi, thì mọi người kết bạn Zalo nhắn tin thì có thể bây giờ nó hạn chế cái phần tương tác, thì mọi người có thể nhắn cho em qua số Facebook nhá. Link em sẽ để phần mô tả một cái nick Facebook. Em chèn lại cái đoạn trang cá nhân của em đây, mọi người tìm kiếm từ khóa là Sun Min Solar là ra nick Facebook của em mọi người nhé. Và có một cái cập nhật nữa đó là cái số điện thoại của em ấy, thì số em ghim là số dùng Zalo và cũng là số di động của em, nhưng mà một số khách hàng gọi có thể những thời điểm em bận đóng hàng hoặc là đang bận tư vấn một khách hàng khác thì có thể không nghe máy kịp được, thì mọi người vui lòng để lại tin nhắn qua Facebook thì em sẽ hỗ trợ trả lời mọi người ngay khi đọc được tin nhắn. Bên em hiện tại vừa mới chuyển về cái kho mới này, hàng hóa đang bừa bộn một tí, cố gắng lấy ra những cái sản phẩm mà khách đặt trong cái thời điểm này để đóng gói và gửi đi kịp trong ngày. Như mọi người có thể thấy ở đây là cái xe của đơn vị vận chuyển hiện tại đã đến lấy hàng, bây giờ là 2 giờ chiều. Những đơn hàng bên em gửi đi ngày hôm nay thì có khá là nhiều những cái tấm pin năng lượng mặt trời khác nhau. Chỗ này anh em đang sắp xếp hàng lên xe. Thì đối với đơn vị vận chuyển là bưu điện thì hầu như xã nào cũng có điểm của bưu điện đóng ở đó, thì người ta sẽ gửi hàng đến tận nơi được cho mọi người và có bưu tá giao hàng cho mọi người. Đợt này thì anh em đặt những cái tấm 100W khá là nhiều này. Như mọi người có thể thấy, bên em đang vận chuyển lên xe của bưu điện những cái tấm mà dán băng keo vàng như thế này là bên em đã đóng gói chèn tấm xốp và bìa các tông rồi mọi người nhé. Thì đang vận chuyển lên xe đây, hôm nay gửi đi khá là nhiều những tấm pin mặt trời 100W. Ngoài ra thì có những cái tấm 150, tấm 200 và pin lớn thì đang có 335, đang gửi đi phục vụ cho mọi người. Bộ sạc và những cái phụ kiện nhỏ thì bên em sẽ đóng ở bên trong bộ đèn luôn, mọi người về mở ra là thấy nhá. Đây là chỗ anh em đang vận chuyển hàng lên xe này. Đợt tới thì em sẽ ra nhiều cái video mà hướng dẫn mọi người về phần kỹ thuật nữa, thì mọi người bấm đăng ký kênh để theo dõi mọi người nhé. Có vấn đề gì cứ nhắn tin qua Facebook cho em. Hôm nay chia sẻ mọi người một cái video bên vận chuyển đến lấy hàng và cập nhật một vài chia sẻ như thế. Mọi người bấm đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất về điện mặt trời của bên em nhé. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.